hai thời điểm tuyệt đối không nên dùng kem chống nắng. Nhiều năm trở lại đây, chị em phụ nữ Việt ngày càng ý thức hơn trong việc chăm sóc da, kem chống nắng trở thành vật bất ly thân của nhiều cô gái. Thế nên, dù nóng hay lạnh, dù mùa đông hay mùa hè, loại kem này luôn được ưa chuộng với những người ham làm đẹp. Tuy nhiên, theo bác sĩ da liệu có hai thời điểm chị em tuyệt đối không nên dùng kem chống nắng nếu không công cuộc dưỡng da cũng bằng công cốc. Hãy cùng Review Cos tìm hiểu thêm về hai vấn đề này nhé. Một, Khi mụn mọc toàn mặt, làn da có mụn thì không nên dùng kem chống nắng. Thực tế, các chuyên gia da liễu cho rằng làn da bị mụn vẫn có thể dùng kem chống nắng để bảo vệ da tốt nhất. Tuy nhiên, nếu da bạn có quá nhiều mụn ở khắp mặt, tình trạng mụn sưng, mụn viêm dày đặc, thì bôi kem chống nắng lúc này không phải là một giải pháp hay. Bởi các bác sĩ cho rằng, khi xuất hiện nhiều mụn bạn cần ưu tiên việc cho làn da ở tình trạng thông thoáng nhất có thể. Đây cũng là thời điểm chị em nên tập trung trị mụn trước. Khi tình trạng mụn giảm dần thì mới bắt đầu dùng lại kem chống nắng, nếu không sẽ tạo những lớp phủ gây bít tắc lỗ chân lông khiến tình trạng mụn ngày càng nặng nề hơn, thời gian phục hồi ngày càng kéo dài và tôn kém. Hai, khi da đang bị kích ứng, làn da đang bị kích ứng thì không nên dùng kem chống nắng. Khi làn da bị kích ứng nặng với những biểu hiện cụ thể như mẩn đỏ, phát ban, ngứa rát nhiều thì chị em tuyệt đối cũng không nên dùng kem chống nắng. Nhiều người cho rằng kem chống nắng là loại kem bảo vệ da tránh cả những tình trạng này, nhưng đây là quan niệm sai lầm, bởi kem chống nắng có chức năng để chống nắng trong đó thành phần tạo nên sản phẩm có thể là nguyên nhân khiến tình trạng kích ứng thêm nặng hơn. Vì vậy, chị em cần dừng ngay việc bôi kem chống nắng nếu da đang bị kích ứng nặng và nên nhận điều trị bởi bác sĩ da liễu, dược sĩ để da trở về trạng thái bình thường rồi mới nên dùng kem chống nắng như trước. Nếu không được bôi kem chống nắng thì nên làm gì để chăm sóc da? Hãy nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để tiếp tục tìm hiểu thêm về vấn đề này ở phần 2 cùng Review cos nhé.